Hôm nay là thứ hai, ngày 29 tháng 1. Bây giờ tối. Đây là cửa hàng Osho mà rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Cửa món Trung Quốc. Nhưng mà không phải là chính xác món Trung Quốc. Món Trung Quốc kiểu Nhật là cửa hàng nhà hàng Osho rất nổi tiếng khắp Nhật Bản, đều có nhà hàng Osho. Tôi sẽ giới thiệu nhà hàng Osho và nhà hàng gì à? Mãn Xu, gyoza no Mãn Xu. Có hắc nhau gì? Giữa Osho và Mãn Xu. Tôi nghĩ là chủ yếu khác nhau là địa điểm mua cửa hàng. Nhà hàng Osho tất cả địa điểm cũng có, nhưng mà Mãn Xu thì ở Saitama và vùng Bắc và Tokyo nhiều nhiều địa điểm khác không có. Tôi nghĩ là chiến lược khác nhau giữa Osho và Mãn Xu. Nhà hàng Mãn Xu chiến lược cửa Mãn Xu thì tập trung và không mua cửa địa điểm cao cấp, hoặc là nói là giá cao địa điểm. Ví dụ trung tâm thành phố hoặc là ga đường sắt rất to, là giá đồng bát san rất cao nên sẽ không mở cửa những địa điểm đó đó. Cho nên không có trung tâm Tokyo. これらにしようか、今日は。今一つやな、まあ、とりあえずね、終了、今一つ。